Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 40 Linh Mã Hùng Phong, tác giả Tuyết Nhạn, diễn giả đọc Chương Vũ. Lúc này quân Trung Thánh đã chạy đến bờ sông Đại Vân. Ven sông là rừng rậm, Vân Long nóng lòng cũng dở hết khinh công ra đuổi theo. Nhưng quân Trung Thánh sau khi cất tiếng cười đã biến mất vào rừng. Vân Long đành chững bước buông tiếng thở dài. Chỉ nghe tiếng của quân Trung Thánh từ trong rừng vọng ra. Vân Long, lão phu giờ đây đã không còn ý định thu nhận ngươi làm truyền nhân y bác, mà chỉ muốn lấy mạng ngươi. Nếu ngươi thông minh thì hãy ngoan ngoãn tự vẫn thì hơn. Vân Long giật mình kinh hãi, vội quay nhìn vào xung quanh. Nhưng ngoài khu rừng gian sông, ba mặt đều là đồi núi chập trùng, khó bề trông thấy cảnh vật ngoài mười trượng. Vân Long thầm thì trong bụng. Quân Trung Thánh có lẽ không nói ngoa. Bọn Âm Dương Sông Mỹ, Tứ Thị Vệ và Cửu Bộ Pháp hẳn là đang ở quanh đây. Nếu kéo dài thời gian e bất lợi cho mình. Vào rừng truy kích không phải là một hành động thông minh, nhưng chàng có thể bỏ đi như vậy chăng? Không được. Một là chàng không có mặt mũi nào gặp lại Tần Mộ Hoa và Nhạc Phụng Linh. Để cho quân Trung Thánh đào thoát thế này, chàng biết ăn nói thế nào với hai nàng đấy? Hai là hành động của Hắc Bá Dương Quách Tâm Dư đã bại lộ rồi. Tất nhiên quân Trung Thánh sẽ chẳng buông tha, mình cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ba là Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa rất có thể đã xa lưới rập của bọn chúng. Mình phải dò xét rõ ràng rồi mới có thể quyết định. Đang khi phân vân do dự, bỗng lại nghe quân Trung Thánh cười to nói. Vân Long, lão phu ở trong đây chờ đợi đã quá lâu rồi. Muốn vào thì vào, muốn đi thì cứ đi, sao lại còn đứng do dự như vậy? Vân Long câu chặt đôi mày kiếm, xong vẫn đứng yên tại chỗ. Bỗng trong rừng có tiếng ồn ào, một người lớn tiếng nói. Bẩm tồn chủ, đã bắt được ngũ đệ của lão nô rồi. Vân Long nghe ra, bọn tay sai của quân Trung Thánh đã tụ tập đông đảo ở trong rừng. Và người lên tiếng đó chính là Độc Tâm Chúc Dùng Lục Nguyên Minh. Kẻ đứng đầu là Ngũ Hành Thiên Tôn. Vân Long bất giác rợn người. Đây thật là một điều kinh khủng. Lục Nguyên Minh đã biết Hắc Bá Dương là ngũ đệ của mình, mà lại cung kính phục tùng quân Trung Thánh như vậy. Có thể thấy loại thuốc mê hoặc tâm hồn này quả thật là lợi hại vô cùng. Chỉ nghe quân Trung Thánh cười ha hả nói. Tên quý đen này có thể được là ân nhân cứu mạng của Vân Long. Hãy phòng bế yếu huyệt toàn thân hắn, treo lên cây bạch dương kia, để xem thằng Vân Long bỏ rơi hay là sẽ xả thần cứu hắn đây. Liền nghe thấy tiếng đồng thanh đáp. Tuân lệnh. Vân Long nghe ra đó là ba thiên tôn trưởng lão Lục Nguyên Minh, Chư Cát Thanh và Tài Bất Tu ba người. Đồng thời cũng nghe ra có người bị treo lên cây. Vậy thì việc Hắc Bá Dương bị bắt quả đúng là sự thật rồi. Nhưng khu rừng rậm rạp từ ngoài nhìn vào chẳng thấy được gì cả. Vân Long đành đứng thừ ra tại chỗ. Lát sau lại nghe có tiếng người nói. Bẩm tồn chủ, hai ả nha đầu kia cũng đã bắt được rồi. Vân Long giật nảy mình. Chỉ nghe quân Trung Thánh lại lớn tiếng cười dài nói. Tốt lắm, hãy trèo hết bên cạnh tên quỷ đen kia. Để xem Vân Long vào cứu hay không. Nếu nội trong một giờ mà hắn không vào, thì sẽ từ từ xẻo thịt hai ả mà nhắm rượu. Quả nhiên Vân Long nghe thấy có tiếng quát mắng của Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa, nhưng lát sau đã im lặng. Hiển nhiên hai nàng đã bị điểm huyệt. Vân Long nghe lòng kiểu nặng. Chàng thật không ngờ lại lâm vào tình thế tệ hại thế này. Vậy là chàng không thể nào bỏ đi được nữa. Bất luận đây là hầm lửa hay giạt dầu, thì chàng cũng phải liều mạng mà xông vào. Chàng quay đầu nhìn quanh, lập tức phi thân lên một ngọn cây ẩn núp. Theo sự phán đoán, nơi bọn quân Trung Thánh hiện diện cách chừng 50 trượng. Vậy là nằm ngay giữa khu rừng, Vân Long bèn nhon nhón đi trên ngọn cây tiến lần tới. Chàng ngấm ngầm dẫn thần công lục soát, hoàn toàn không có người ẩn núp ở trên ngọn cây. Đồng thời chàng cũng biết là quân Trung Thánh không cần thiết cho người mai phục trên cây. Bởi chỉ cần bao dây xung quanh Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa là đủ rồi. Chàng chẳng hiểu rõ
hành tung của mình có bị bọn tay sai của quân Trung Thánh phát giác ra hay không. Ước tính khoảng cách có lẽ đã đến gần chừng 30 trượng. Qua kẻ lá có thể trông thấy bọn người của quân Trung Thánh rồi. Lập tức Dân Long nghe máu nóng sôi sục. Chỉ thấy quân Trung Thánh nơi chỗ tay gãy đã được băng bó. Bọn tứ thị vệ và cửu hộ pháp đang đứng dây quanh. Bà Thiên Tôn trưởng lão thì mặt mày trơ khất, đứng thành hình tam giác, thái độ hết sức là nô bộc. Trên một cây bạch dương đang treo lủng lẳng ba người, đúng là Hắc Bá Dương cùng Nhạc Phụng Linh và Tần Mộ Hoa. Họ bị treo cách mặt đất chừng vài thước. Quân Trung Thánh ngạo nghễ nhìn quanh, cười sắc lạnh rồi nói: "Bốn tôn chủ tùy bị mất đi một cánh tay, nhưng sự thiệt hại ấy rất là xứng đáng, phải nên ăn mừng mới đúng. Hãy bài tiệc ngay trong khu rừng này, ăn uống một phen cho thỏa thích đi." Mấy người áo đen đồng thanh nói: "Đã có chuẩn bị sẵn rượu thịt rồi, chỉ chờ tôn chủ dặn bảo." Quân Trung Thánh khoái trả nói: "Hãy mau mau mang lên đây và chuẩn bị một lò than cùng với các món phụ liệu. Có lẽ đêm nay bổn tôn chủ phải thưởng thức món thịt người nướng nữa đó." Lát sau nhận thấy rất nhiều người áo đen lăng xăng qua lại trong rừng. Quả nhiên là một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày lên và một lò lửa rực cháy đặt cạnh bàn với đầy đủ dao nĩa và các món phụ liệu. Quân Trung Thánh cười ha hả, một mình ngồi vào bàn thản nhiên ăn uống với cánh tay trái còn lại. Những người áo đen cùng ba Thiên Tôn trưởng lão đứng dây quanh, nhưng không thấy Âm Dương Song Mỹ đâu cả. Dân Long thầm cân nhắc, mỗi mình chàng đối phó với những người hiện diện kia, khả năng thắng bại tương đương nhau. Còn nếu Âm Dương Song Mỹ đang ở gần đây thì kết quả khó thể nào tưởng tượng được. Thời gian chậm chậm trôi qua, ba người bị treo trên cây không hề động đậy, hiển nhiên đều đã bị điểm khóa huyệt đạo. Quân Trung Thánh đã ngà ngà say, sâu ly rượu rồi cười nói: "Đã được bao lâu rồi?" Lập tức bên cạnh có người đáp: "Đã gần một canh giờ rồi." Quân Trung Thánh một tay vỗ mạnh xuống bàn quát lớn: "Chuẩn bị nướng thịt người đi." Rồi ngửa mặt cười vang nói tiếp: "Tên Dân Long đã tự hào là bậc anh hùng hảo hán, dây mà lại một mình đào tấu, bằng hữu tình nhân gì cũng bỏ mặc hết rồi." Dân Long nghe như bị dao nhọn đâm vào tim, nhưng thấy bọn áo đen lại người thì lăng xăng quạt lò, kẻ bài biện dao nữa. Trong số một người cung kính không mình khẽ nói: "Chẳng ai tôn chủ định nướng người nào trước vậy?" Quân Trung Thánh cố ý lớn tiếng nói: "Tên quỷ đen kia thịt dài lắm, chẳng ngon lành gì đâu, tất nhiên là hai ả nữ này rồi." "Dần, dần, nhưng chẳng ai tôn chủ chọn ả nào làm thịt trước?" Quân Trung Thánh cười hề hề: "Người là tài thợ nấu giỏi, hãy chọn giùm bổn tôn chủ đi." "Thưa dần." Người áo đen liền lấy từ trên lưng ra một ngọn trủy thủ đưa lên miệng ngậm ngang. Y sải bước đi tới thả dây cho Nhạc Phụng Linh hạ xuống thấp, đôi chân chỉ còn cách mặt đất chừng một thước. Sau đó y đưa tay ra toàn xé áo Nhạc Phụng Linh. Thốt như một luồng sáng đỏ bay vút tới trúng ngay yết hầu của gã áo đen. Chỉ nghe một tiếng hự khẽ, lập tức ngã ra chết tốt. Bọn chính nghĩa đoàn hiện diện liền lập tức nhốn nháo hỗn loạn. Quân Trung Thánh khoát tài quát lớn: "Không được manh động, hãy kéo sát y ra ngay." Mọi người lập tức im lặng. Hai người áo đen kéo tử thi kia ra xa. Quân Trung Thánh vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế cười gian nói: "Dân Long, như vậy chẳng cứu được họ đâu. Hãy mau hiện thân ra đi. Muốn giải quyết bằng văn hay võ cũng được, chúng ta hãy giải quyết triệt để thì hơn." Lúc này Dân Long đã đến gần cách chừng 10 trượng, đang ở trên một ngọn cây du. Vừa rồi chàng đã phóng ra một mũi ánh huyết tiễn cứu nguy cho Nhạc Phụng Linh. Nhưng Quân Trung Thánh nói đúng, như vậy không thể nào giải cứu được hai nàng, bởi sự sống chết của họ vẫn còn nằm trong tay của Quân Trung Thánh. Trừ khi mình hiện thân ra quyết một phen tử chiến thì mới giải quyết được vấn đề. Nhưng Dân Long không thấy còn giải pháp nào hơn,
tay nắm chặt Trích Huyết kiếm, vừa định phi thân xuống, bỗng nhiên ở phía bên kia nghe tiếng truyền âm nhập mật lên tiếng nói: "Dân công tử chớ nên nóng nảy." Dân Long sửng sốt, lúc này mới phát giác ra có một bóng người cũng đã nấp trên ngọn cây cách ngoài mấy trượng. Định thần nhìn kỹ thì ra là Kim Thủ Ngọc Nữ Quan Sơn Phụng. Dân Long cũng vội dùng truyền âm nhập mật nói: "Quan cô nương." Quan Sơn Phụng vẫn truyền âm nhập mật nói: "Đừng vội, tình thế trước mắt nguy cơ trùng trùng. Tôi đã phái Sông Hồ và Độc Mãng tìm cách giải cứu cho họ rồi, hy vọng là sẽ thành công." Dân Long vừa định nói thì bỗng nghe Quân Trung Thánh quát vàng: "Dân Long, nếu ngươi còn chưa chịu hiện thân, bổn tôn chủ sẽ tức khắc xẻo thịt họ nướng ngay." Bỗng một người áo đen đến gần hớt hải báo: "Bẩm tôn chủ, bờ sông bên phải bỗng có sương đỏ bốc lên." Quan Trung Thánh kinh ngạc: "Sương đỏ ư? Sương đỏ như thế nào?" Thuộc hạ chưa dò xét kỹ, chỉ biết bên bờ sông bỗng dưng có sương đỏ bốc lên, lạ lan rộng đi hơn 10 trượng, đang lan dần vào rừng. Quân Trung Thánh đứng phát dậy, đi tới đi lui mấy bước, đoạn trầm giọng nói: "Tứ đại thị vệ, hãy cùng đi dò xét cho rõ ràng. Một là sương đỏ từ đâu mà có, hai là có độc hay không, ba là có khả năng lan vào trong rừng này hay không." "Tuân lệnh." Tứ đại thị vệ lập tức phóng mình nhanh đi. Đột nhiên trong rừng bỗng xuất hiện một quả cầu trắng to cỡ quả dưa hấu. Bùng một tiếng nổ tung, một cuộn khói trắng tỏa ra, thật là một điều kinh người. Bọn tài sai đứng quanh Quân Trung Thánh không khỏi kinh hoàng nhốn nháo. Nhưng ngay sau khi Quân Trung Thánh quát bảo mọi người yên lặng, bỗng thấy hai bóng người dần dần hiện rõ trong làn sương trắng đó. Hai người ấy tướng mạo kỳ lạ, phục sức quái dị. Trong đó có một người mặc áo dài màu đỏ, tóc đỏ phủ vai, mặt cũng đỏ gai, trông thật khủng khiếp. Người kia thì toàn thân y phục trắng, tóc bạc phủ vai, tướng mạo chẳng khác lão nhân áo đỏ là bao, khác chăng chỉ là hai màu đỏ và trắng mà thôi. Hai người không hề có binh khí, nghênh ngang đứng giữa rừng, chỉ cách bọn của Quân Trung Thánh chừng hai trượng. Lúc này màn đêm dày đặc, sự xuất hiện của họ hệt như là quỷ quái. Quân Trung Thánh thoáng cảm thấy khiếp hãi rồi nói: "Nhị vị là..." Hai lão nhân đồng thanh đáp: "Hơ, ngươi là ai, không nhận ra hai lão già này sao?" Quân Trung Thánh trong lòng có sự hoài nghi, song vẫn trầm tĩnh nói: "Xin thứ lỗi cho lão ồ mắt kém, quả tình không biết hiệp giá hai vị là ai." Lão nhân áo trắng bật cười cao giọng ngâm: "Khối trắng hiền sườn đỏ tàn, miêu cương đại lương có sông yêu, thừa sức bạc núi lấp biển, ai khôn hồn thì hãy lánh xa." Lão nhân áo đỏ tiếp lời: "Giờ đã biết hai lão già này là ai rồi chứ?" Quân Trung Thanh lúng túng nói: Vậy ra nhị vị là đại lương sông yêu?" Hai lão nhân đồng thanh cười: "Đúng vậy, kể ra người cũng khá hiểu biết đó." Quân Trung Thánh vẻ trầm ngâm nói: "Nhị vị đã tung hoành mấy mươi năm trên chốn giang hồ, chưa từng gặp địch thủ, đã lập nên biết bao công tích trồng với võ lầm, nhưng..." Lão nhân áo đỏ gằn giọng: "Nhưng sao? Người nói năng sao mà ấp úng vậy hả?" Quân Trung Thánh đành nói: "Xin thú thật, nghe đâu nhị vị đã bệnh chết hồi trăm năm trước, lúc ấy nhị vị có lẽ đã hơn trăm tuổi rồi." Lão nhân áo đỏ phá lên cười: "Không sai, lão phu năm nay đã 227 tuổi." Lão nhân áo trắng tiếp lời: "Còn lão phu thì 226, bao giờ cũng kém hơn lão huynh một tuổi." "Nhưng tên tiểu tử này nói gì thế? Chúng ta đã chết hồi trăm năm trước rồi ư?" Lão nhân áo đỏ cười ha hả: "Bận tâm làm gì cái điều dớ dẫn ấy. Nếu như xem thường chúng ta tuổi già thì cứ dạy cho hắn một bài học đi." Quân Trung Thánh vội xua tay nói: "Nhị vị chớ nên hiểu lầm. Dám hỏi nhị vị vào Trung Nguyên làm chi vậy?" Lão nhân áo đỏ bực tức nói: "Ai mà thích, đến cái nơi quái quỷ đầu đâu cũng là người này. Bọn ta đúng ra
là đến Mạc Mễ Nhĩ để thầm viếng bạn cũ. Quân Trung Thánh giật mình. Chẳng ai nhị vị tìm bạn cũ là ai? Lão nhân áo đỏ gằn giọng. Ở cái vùng Mạc Mễ Nhĩ thì còn ai nữa? Tất nhiên là Âm Dương Song Mỹ, Bất Liễu Phàm và Di Bất Hạt rồi. Quân Trung Thánh kinh ngạc nói. Nhị vị đến Mạc Mễ Nhĩ tìm thăm Âm Dương Song Mỹ, tại sao lại đến Trung Nguyên vậy? Bọn ta không tìm thấy Âm Dương Song Mỹ ở Mạc Mễ Nhĩ, nghe đầu họ đã vào Trung Nguyên, nên bọn ta mới đuổi theo. Lão nhân áo trắng tiếp lời. Nhưng cũng vẫn chưa tìm được, có lẽ bọn ta chuyến này đã hoài công. Quân Trung Thánh đảo mắt quanh liên hồi rồi nói. Về Âm Dương Song Mỹ thì tiểu lão nhì có biết chút ít đâu. Lão nhân áo đỏ rướn người vội hỏi. Nói mau, họ hiện giờ ở đâu? Quân Trung Thánh ấp úng nói. Nhị vị đừng nóng, mấy hôm trước đây Âm Dương Song Mỹ có đến Thái Sơn, nhưng chỉ ở lại một đêm đã về Mạc Mễ Nhĩ rồi. Lão nhân áo đỏ thoáng câu mày. Sao? Đã trở về Mạc Mễ Nhĩ rồi ư? Hệt như là chơi trò cút bắt vậy. Lão nhân áo trắng trừng mắt. Tiểu lão nhi này là cái thá gì? Sao thể nghe lời hắn được? Quân Trung Thánh vội nói. Tiểu lão nhi là chủ nhân quyết bìa. Nếu nhiều vị hiểu biết nhiều về sự việc ở Trung Nguyên, hẳn phải biết lão ô là một bậc tôn chủ thống trị gió lâm giang hồ. Lão nhân áo trắng lại trừng mắt nói. Vậy có lẽ là người đã không nói dối chứ gì? Quân Trung Thánh vội nói. Nếu có một lời dối trá, tiểu lão nhì sẽ chết một cách thề thảm đồ. Lão nhân áo trắng quay sang lão nhân áo đỏ rồi nói. Tiểu lão nhì này đã thề nặng, xem ra lời nói của hắn có thể tin được. Chúng ta hãy mau mau về Mạc Mễ Nhĩ. Nếu đi nhanh thì có thể đuổi kịp họ ở dọc đường đó. Lão nhân áo đỏ gật đầu nói. Đúng rồi, mau đi thôi. Đoạn quay người toan bỏ đi, nhưng vừa cất bước thì lại bị lão nhân áo trắng nắm kéo lại. Lão nhân áo đỏ câu mày ngạc nhiên hỏi. Lại sao nữa đây? Lão nhân áo trắng đưa tay chỉ. Đại huynh không thấy ba người bị treo trên cây kia sao? Lão nhân áo đỏ gật đầu. À, phải rồi. Việc này chúng ta không thể làm ngơ được. Này, hai con bé và thằng Hắc tiểu tử kia làm sao vậy? Vì sao lại treo họ lên trên như thế hả? Người cũng biết hưởng thụ quá đi hả? Nào rượu, nào thịt, lại còn lò lửa nữa. Ngươi định làm cái gì đây? Nướng thịt người ăn à? Quân Trung Thánh áp ứng. Chỉ là trừng phạt bà tên đệ tử phản nghịch thôi. Xin nhị vị chớ bận tâm. Lão nhân áo đỏ quát mắt nói. Không được, bọn ta rất là bận tâm. Thả bọn họ xuống đi. Quân Trung Thánh cười lại. Bọn chúng đều có màn tội rất nặng. Nhị vị xưa nay được tiếng là hành hiệp trượng nghĩa. Hắn không quyết can thiệp vào cái chuyện này chứ. Lão nhân áo đỏ hừ một tiếng thật mạnh rồi nói. Và ngoại mạo của người cũng đủ biết ngươi là một kẻ nhàm hiểm. Làm sao có thể tin được lời nói một chiều của ngươi? Lão phù lặp lại một lần nữa. Hãy thả ba người kia xuống mau. Lão nhân áo trắng lại tiếp lời. Nếu người đã từng nghe nói đến danh hiệu của bọn ta, thì cũng phải biết tính nết của bọn ta chứ. Quân Trung Thánh lúng túng nói. Dần. Hiển nhiên lão hết sức là khiếp hãi trước danh tiếng của đại lương sông yêu. Lão nhân áo đỏ quát lớn. Sao còn chưa chịu động thủ đi? Cho người hay. Nếu còn chần chờ chút nữa thì ngay cả toàn bộ thuộc hạ của ngươi sẽ không còn ai sống sót mà rời khỏi đây đó. Quân Trung Thánh tái mặt, vội khoát tay lớn tiếng nói. Mau, mau thả người xuống ngay. Một người áo đen liền vội vàng đến thả Hắc Bá Dương, Nhạc Phụng Linh, Tần Mẫu Hoa xuống đất. Lão nhân áo đỏ cất tiếng cười ha hả quát. Các người hãy cút đi được rồi. Quân Trung Thánh lúng túng nói. Chẳng ai nhị gì. Lão nhân áo đỏ giọng nhạt nhẽo. Bọn ta cũng sẽ tước khắc rời khỏi đây, đi tìm Âm Dương Song Mỹ ngay. Lão nhân áo trắng quát to lên. Người không nghe thấy hay sao? Sao còn chưa chịu cút đi? Quân Trung Thánh vội khoát tay hồ to.
lui về Thái Sơn ngay. Tất cả bọn tài sai của chính nghĩa đoàn, kể cả ba thiên tôn trưởng lão, tâm trí mê loạn, và quân Trung Thánh lần lượt phi thân bỏ đi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn mất dạng. Dần Lòng ở trên ngọn cây trông thấy rõ ràng, chàng hết sức ngạc nhiên thắc mắc, song cuối cùng đã hiểu ra đại lương sông Yêu kia chính là sông Hồ và Độc Mãn đã giả dạng. Quân Trung Thánh tùy gian xảo nhưng không hề nghi ngờ gì về đại lương sông Yêu giả mạo. Mãi đến khi lão ta đi khỏi, Dần Lòng mới thở phào như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Ngay khi chàng định phóng xuống, bỗng nghe Quan Sơn Phụng truyền âm nói: "Hãy khoan đã, lão quân Trung Thánh cực kỳ xảo quyệt, rất có thể còn để lại người theo dõi, hoặc thình lình quay trở lại. Dần công tử hãy đi xem xét một phen thì ổn thỏa hơn." Dần Lòng nhẹ gật đầu: "Phải rồi, Dần mẫu đi đây." Đoạn như thể u linh lướt đi về hướng khuất dạng của bọn quân Trung Thánh. Lúc này sông Hồ và Độc Mãn đã giải quyết cho Nhạc Phụng Linh, Tần Mộ Hoa và Hắc Bá Dương. Hắc Bá Dương vẫn còn thừ ra như kẻ mất hồn, còn hai nàng thì đã quỳ mọp xuống, đồng thanh nói: "Đà tạ nhị vị tiền bối đã cứu mạng." Độc Mãn giả làm lão nhân áo đỏ ngượng ngùng cười nói: Không dám, nhị vị cô nương miễn lễ đi." Bỗng nghe Quan Sơn Phụng truyền âm nói: "Hãy bảo họ tức tốc rời khỏi đây ngay." Độc Mãn liền cười nói tiếp: "Nhị vị cô nương định đi đâu bây giờ?" Chúng tiểu nữ nhất thời hai nàng chẳng biết trả lời làm sao cho phải, bởi họ cũng chẳng biết nên đi đâu. Sau cùng thì Nhạc Phụng Linh nói: "Tiểu nữ định đến Thái Sơn." Độc Mãn kinh ngạc nói: "Thái Sơn ư? Bọn khi nãy chẳng phải đã trở về Thái Sơn đó sao? Tại sao nhị vị cô nương lại còn muốn đến đó tìm cái chết hay sao hả?" Nhạc Phụng Linh mỉm cười nói: "Lão tiền bối không phải lo, chúng tiểu nữ có một nơi kín đáo tại Thái Sơn, không sợ bọn họ phát giác, đồng thời tiểu nữ cũng muốn đến đó tìm người." Độc Mãn vừa định nói, bỗng nghe Quan Sơn Nguyệt truyền âm nói: "Khỏi hỏi nhiều, bảo họ đi mau." Độc Mãn giật mình vội truyền âm nói: "Lão nô tuân lệnh." Đoạn bèn nói: "Muốn đi Thái Sơn hãy đi đâu cũng được, hãy đi mau đi. Hai lão già này cũng phải đi ngay đây, bọn họ quay lại thì..." Hai nàng liền chẳng chút chần chừ vái lại Độc Mãn và sông Hồ, rồi lần lượt nói: "Đại ân không dám cảm tạ bằng lời, chúng tiểu nữ xin cáo từ." Độc Mãn khoát tay nói: "Khỏi phải khách sáo, Hắc tiểu tử ngươi cũng đi đi." Hắc Bá Dương chắp tay xá dài: "Nhị vị thế ngoại cao nhân có biết quân Trùng Thánh đã gieo bao nhiêu tai họa trên giang hồ, trời giận người quán. Nhị vị thần công thông quyền sao không tiêu diệt chính nghĩa đoàn, trừ khử quân Trùng Thánh?" Độc Mãn đưa tay gãi đầu rồi trầm giọng nói: "Bọn ta đang có chuyện gấp, không rảnh để mà lo những chuyện bao đồng ấy, ngươi còn chưa chịu đi sao?" Hắc Bá Dương châu mại: "Nhị vị chẳng phải đang định tìm Âm Dương Sông Mỹ ư?" Độc Mãn gật đầu nói: "Không sai, chính vì vậy mà bọn ta mới phải đi gấp đến Mạc Mễ Nhĩ." Hắc Bá Dương mừng rỡ nói: "Nhị vị không phải đi Mạc Mễ Nhĩ nữa, Âm Dương Sông Mỹ không hiểu đã bị quân Trung Thánh lôi kéo bằng cách nào, hiện đã trở thành tâm phúc của y. Vừa rồi chẳng qua là quân Trung Thánh đã nói dối, nếu tại hạ chỉ vẫn nhất định là sẽ tìm được họ." Xong Độc Mãn thờ ơ nói: "Ngoài việc tìm Âm Dương Sông Mỹ, bọn ta còn có việc khác cần phải làm nữa, không thể nào nấn ná lâu ở đây, rất có thể một ngày nào đó bọn ta sẽ trở lại." Hắc Bá Dương thất vọng nói: "Vậy nhị vị nhất quyết ra đi ư?" Độc Mãn bỗng lại nghe Quan Sơn Phụng bực mình truyền âm nói: "Lão làm cái gì vậy hả? Cứ lải nhải mãi, hãy bảo y đi mau." Độc Mãn thoáng kinh hãi, vội sầm mặt quát lớn: "Hắc tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Cứ lải nhải mãi, nếu không mau cút ngay coi chừng lão phu nổi nóng lên sẽ lấy mạng ngươi đó." Hắc Bá Dương sững sờ đành phải nói: "Dần, tại hạ đi ngay." Độc Mãn quát to: "Đi thì mau lên." Hắc Bá Dương tuy miệng nói đi, nhưng trong lòng hết sức băn khoăn, bởi lão quả khó thể quyết định là nên đi đâu. Ngay khi ấy bỗng nghe Nhạc Phụng Linh nói: "Nếu Quách tiền bối không biết đi đâu thì hãy cùng đi với chúng tiểu nữ, gia huynh có thể bầu bạn với tiền bối.
Tuy ở trong Thái Sơn, những nơi ấy rất kín đáo an toàn. Chờ khi nào nghĩa phụ về đến thì không còn gì phải lo lắng nữa. Thế là Hắc Bá Dương liền cùng hai nàng dòng tay thi lễ cùng với Sông Hồ và Độc Mãn cáo từ ra đi. Chờ đến khi họ khuất dạng rồi, Quan Sơn Nguyệt mới phóng xuống đất, đi đến bên Sông Hồ và Độc Mãn. Lát sau đã thấy Vân Long phi thân về đến. Quan Sơn Phụng liền tiến tới hỏi: có phát hiện được địch tông hay không vậy? Vân Long lắc đầu: không, bọn họ đều đã đi xa, quả nhiên là không hề để lại một người nào quanh đây cả. Quay sang Độc Mãn và Sông Hồ, chàng vung tay thi lễ nói: xin đa tạ nhị vị. Chàng đảo mắt nhìn quanh, miệng ngập ngừng chẳng biết nên nói sao cho phải. Quan Sơn Phụng khẽ nói: Vân công tử tìm nhị vị cô nương kia và Hắc Bá Dương có phải không? Vân Long ngượng ngùng nói: họ đã đi khỏi rồi ư? Vâng, lẽ ra tôi định giữ họ ở lại, nhưng họ không chịu và nói trọn kiếp này sẽ không gặp lại công tử nữa. Vân Long khẽ buông tiếng thở dài, ngậm miệng làm thinh. Quan Sơn Phụng cau chặt mày hồi lâu rồi bỗng nói: Độc Mãn, Sông Hồ, ta đi thôi. Đoạn liền quay người dõm bỏ đi. Vân Long hốt hoảng nói: sao, cô nương định đi đâu? Quan Sơn Phụng nghiêm giọng: gia sư đã vào Trung Nguyên trước, ta phải đi tìm lão nhân gia ấy. Vân Long rung động cõi lòng nói: cô nương không biết những gì xảy ra với lệnh sư sau khi vào Trung Nguyên thật sao? Quan Sơn Phụng thoáng đỏ mặt: gia sư bởi quá buồn chán miêu cương, bà vào Trung Nguyên hoạt động cho khuây khỏa, ta vào đây chính là để khuyên gia sư trở về miêu cương. Vân Long ấp úng: nhưng lệnh sư đã... Quan Sơn Phụng chau mày: gia sư đã sao rồi, hay là Vân công tử đã gặp lão nhân gia ấy? Vân Long nghẹn ngào nói: phải, Vân mộ đã gặp lệnh sư, nhưng lão nhân gia ấy đã tạ thế rồi. Quan Sơn Phụng trợn to đôi mắt sững sờ nói: cái gì, gia sư chết rồi ư? Không thể như vậy được, công tử chớ có nói bậy nha. Tuy nói vậy xong, mặt của nàng tái ngắt, biết chắc là sư phụ đã gặp điều chẳng lành rồi. Vân Long buông tiếng thở dài, đoạn liền kể lại cuộc gặp gỡ với Kim Tý bà. Khi đề cập đến lời trăn trối của bà, Vân Long không khỏi đỏ bừng mặt. Quan Sơn Phụng khóc sướt mướt. Khi Vân Long vừa dứt lời, nàng hét to một tiếng: sư phụ! Rồi ngã xuống ngất xỉu. Độc Mãn và Sông Hồ thấy vậy cả kinh, vội khom người nhẹ xoa bóp cho nàng. Vân Long bối rối đến tột độ, ước phải chi có thể chui được xuống đất mà lẩn trốn. Hồi lâu sau, Quan Sơn Phụng mới hồi tỉnh, chỉ thấy nàng mặt qua thảm não, nước mắt ràng rủa vẫn không ngớt sụt sùi khóc. Vân Long đứng thừ ra bên cạnh chẳng thốt được một lời. Sau cùng Quan Sơn Phụng ngừng khóc, đưa tay lau nước mắt rồi nói: di hài của gia sư hiện giờ ở đâu? Trong một sơn động dưới thung lũng gần Ngũ Hoa Lãnh, cách đây cũng không xa lắm, nhưng hiện giờ nếu không thể đi ngay bây giờ thì cũng phải rời khỏi đây trước. Vân Long vội nói: đúng rồi, phải đề phòng quân Trung Thánh có thể quay trở lại. Độc Mãn và Sông Hồ vẫn giả dạng đại lương sông yêu đi trước dẫn đường, dọc theo khu rừng gian bờ sông đi về hướng tây. Một mạch đi hơn 10 dặm đường, Quan Sơn Phụng mới bảo hai người dừng lại. Thì ra trước mặt là một khu mộ địa hoang vắng, cây cối tùm hết sức là kín đáo. Quan Sơn Phụng dẫn trước đi vào mộ địa thở dài nói: hãy ở đây nghỉ ngơi một lúc đã. Bởi nàng vừa bị một sự đả kích quá mạnh, tinh thần suy sụp, quá mỏi mệt, nên cần phải nghỉ ngơi một lúc cho lại sức. Vân Long ngồi xuống bên cạnh nàng, chàng lặng thinh không nói lời nào. Quan Sơn Phụng ngồi điều tức một hồi, tinh thần như đã hồi phục khá nhiều, bèn khẽ thở hắt ra rồi cất tiếng gọi: Độc Mãn, Sông Hồ. Độc Mãn và Sông Hồ vội đến gần đồng thanh nói: chúng lão nồ đây. Quan Sơn Phụng trầm giọng nói: hai người hãy chia nhau canh giữ hai đầu, nếu có biến cố hãy tức khắc phát tín hiệu báo động trước, nửa giờ sau hãy quay về đây gặp ta. Tuân lệnh. Độc Mãn và Sông Hồ lập tức chia nhau phóng đi về hai hướng đông và tây. Thế là trong mộ địa bây giờ chỉ còn lại Quan Sơn Phụng và Vân Long. Vân Long lưỡng lự một hồi, đoạn ấp úng nói: Vân mộ. Vân mộ cảm thấy rất là xấu hổ, có lỗi với lệnh sư và cô nương.
Quan Sơn Phụng ngạc nhiên. Công tử nói vậy nghĩa là sao? Dân Long ái náy nhìn nàng rồi nói. Lệnh sư đã hy sinh quá nhiều vì tại hạ. Nhưng tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường. Thật chẳng chút xứng đáng với tình yêu của cô nương. Quan Sơn Phụng châu mày nói. Đối với lời trăn trối của gia sư, dân công tử, dân Long khẳng khái nói. Dù phải tan xương nát thịt, thì dân Long này cũng nhất quyết tuân theo. Quan Sơn Phụng đỏ mặt. Vậy công tử, dân Long cúi gằm mặt ấp úng. Nếu cô nương vui lòng với lời trăn trối của lệnh sư, dân mẫu xin nguyện có trời đất chứng giám, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Quan Sơn Phụng xúc động rơm rớm nước mắt, từ từ dựa người vào dân Long thẹn thùng nói. Đôi ta giờ danh phận đã định, cũng nên đổi cách xưng hô mới đúng. Dân Long rung giọng, phụng muội. Quan Sơn Phụng kích động, Long ca. Liền nhào vào lòng của dân Long. Độc Mãn và Sông Hồ nấp ngoài gian mộ địa. Bởi quan tâm đến dân Long và Quan Sơn Phụng, nên dù ở cách xa và cây cối tùm, vẫn có thể trông thấy hai người. Đến khi hai người ôm nhau, mới đỏ mặt ngượng ngùng ngoảnh mặt đi nơi khác. Độc Mãn dùng tiền âm nhập mật nói. Hồ đệ, tiểu thư của chúng ta với dân công tử đang làm cái gì vậy? Sông Hồ cũng liền truyền âm đáp. Mãnh huynh, thú thật là để trông thấy rõ hơn, huynh đã phát hiện gì vậy? Độc Mãn ngập ngừng nói. Dường như hai người đã thân mật với nhau quá mức, lại ôm nhau thế kia. Nếu nói chuyện sợ chúng ta nghe thì cứ dùng truyền âm mà nói, tới sao phải kề miệng vào với nhau như vậy chứ? Sông Hồ bực mình nói. Đồ ngốc, đó không phải là nói chuyện mà là hôn nhau đó. Vậy mà Mãn huynh cũng không biết, thật là uổng sống mấy chục năm trời, đồ ngu. Độc Mãn ngớ người ra. Hôn nhau như vậy thì bẩn quá. Hồ đệ có lẽ cũng chưa từng trải qua bao giờ như vậy, có phải không? Sông Hồ cười hề hề. Đó là bí mật, đâu thể tùy tiện nói ra được. Mãn huynh nên chú ý canh phòng thì hơn. Độc Mãn lặng thinh một hồi rồi bỗng lại nói. Hồ đệ nè, ngô huynh muốn hỏi một điều này nữa. Nửa giờ sau ta có nên trở về với tiểu thư không vậy? Sông Hồ phì cười nói. Mãn huynh sao mà ngốc quá vậy? Nói chi nửa giờ, dù 10 giờ đi chăng nữa, nếu tiểu thư không gọi thì chúng ta cũng đừng có binh động. Rồi thì tất cả đã trở về với sự yên lặng. Nửa giờ, một giờ, hai giờ, Dân Long và Quan Sơn Phụng vẫn không rời nhau. Độc Mãn và Sông Hồ cũng biết đều lẳng lặng ngồi ngoài mộ địa. Đột nhiên tiếng chim vỗ cánh bay rợp trời. Mười mấy con đại bàng bay xà xuống. Độc Mãn và Sông Hồ chưa kịp bẩm báo thì đã thấy Dân Long và Quan Sơn Phụng cùng chạy ra ngoài mộ địa. Mười mấy con đại bàng lần lượt đáp xuống mặt đất. Trên lưng mỗi con đều có một người. Thì ra là Bằng Thành Bạch Phụng, Triển Ngọc Mai cùng Tả Hữu Sông Vệ, Quyết Phật, Quyết Si và Chưởng Môn Thiếu Lâm Hải Ngu Thiền Sư. Người khiến Dân Long và Quan Sơn Phụng chú ý nhất là một lão nhân trạc tuổi ngũ tuần, mặc áo bát quái, tài phe phẩy cái quạt lông. Dốc dáng mảnh khảnh, dưới càm râu vàng lưa thưa trông rất nghèo nàn. Mọi người trùng phùng hết sức là vui mừng, lão nhân cầm quạt lông ra chiều đắc ý ngạo nghễ, đứng một bên mỉm cười lặng thinh. Triển Ngọc Mai đưa mắt nhìn Dân Long đoạn quay sang Quan Sơn Phụng mỉm cười nói. Phụng muội, tỷ tỷ chẳng biết làm sao để tạ ơn hiền muội. Nếu không nhờ hiền muội cứu giúp, e rằng dân đệ đã mất mạng từ lâu rồi. Quan Sơn Phụng cười bản lẽn lặng thinh. Dân Long cũng hết sức ngượng ngùng bối rối. Quyết Si và Quyết Phật lần lượt tham kiến cung chủ. Hải Ngu Thiền Sư cũng niềm nở chào hỏi. Mai tỷ đã rời khỏi Thanh Dương Lãnh từ lúc nào, có trông thấy Truy Hồn Mã hay không? Triển Ngọc Mai nhếch miệng cười nói. Linh Mã đã về đến Thanh Dương Lĩnh rồi, nếu không nhờ vậy thì mọi người đâu có đến đây. Dân Long ngạc nhiên nói. Chả lẽ Linh Mã biết nói tiếng người cho Mai tỷ biết tiểu đệ ở đây sao? Triển Ngọc Mai cười nói. Đó là công lao của Ôn Thông Thần. Đoạn đưa tay chỉ lão nhân cầm quạt rồi nói. Hãy mau báo kiến môn chủ đi. Lão nhân cầm quạt được gọi là Ôn Thông Thần liền ngoe ngoẩy bước tới, chắp tay xá dài rồi nói.
Học sinh Ôn Thông Thần xin tham kiến môn chủ. Dân Long thoáng ngạc nhiên. Tôn giả cũng đã gia nhập chính nghĩa môn rồi. Ôn Thông Thần lại xá dài nói. Học sinh được Triển cô nương thu nạp, đã tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với chính nghĩa môn, phò chính diệt tà, quyết lòng tảo trừ chính nghĩa đoàn. Được Triển cô nương cho giữ chức sư gia. Dân Long gật đầu cười. Ông mang danh Thông Thần, hẳn là rất giỏi về chiêm tinh bói toán. Ông Thông Thần cất tiếng cười ngạo nghễ. Không dám giấu môn chủ. Khi tri hồn mã của môn chủ về đến Thanh Dương lĩnh, Triển cô nương liền báo học sinh bói về nơi môn chủ đang có mặt. Học sinh bói quẻ thấy tướng tinh lặn về hướng bắc, nằm giữa Tử Di và Thái Cực. Môn chủ đang gặp hoạn nạn, nhưng nhờ có quần tinh dây quanh bảo vệ, hữu kinh vô hiểm. Suy xét vị trí nằm ở phía tây Thái Sơn và gần sông Đại Vấn, học sinh bèn báo với Triển cô nương. Thế là mọi người tức tốc cưỡi đại bàng tới đây, quả nhiên đã gặp được môn chủ. Nói xong lại chắp tay xá dài, đoạn lùi ra sau ba bước, rủ tay đứng yên. Dân Long ngẫm nghĩ một hồi, bỗng quay sang Triển Ngọc Mai nói. Tiểu đệ có một việc cần phải cho Mai tỷ biết rõ. Triển Ngọc Mai ngạc nhiên nói. Môn đệ cứ nói đi. Dân Long ngượng ngùng nói. Nhưng tiểu đệ không thể nói một cách công khai ở đây. Triển Ngọc Mai mỉm cười. Vậy thì cứ dùng phép truyền âm mà nói. Dân Long cười bẽn lẽn, bèn truyền âm nói. Trong những ngày qua, tiểu đệ đã gặp một số việc khó thể tự chủ được. Thế là chàng liền lần lượt tỉ mỉ kể lại mọi sự tình. Từ lúc hai người chia tay, Triển Ngọc Mai ra chiều đâm chiêu, nhất thời chẳng cười, thừ ra tại chỗ. Dân Long ngượng ngập rồi nói. Mai tỷ có oán hận tiểu đệ không? Triển Ngọc Mai nhẽ miệng cười. Long đệ đã nhận xét quá tệ về tỷ tỷ rồi đó. Tỷ tỷ đâu phải là hạng người ích kỷ hẹp hòi như vậy. Giả lại nếu không có sư đồ của Kim Tý bà, có lẽ Long đệ đã mất mạng từ lâu rồi. Dù là vì mối hận thù hay vì tiền đồ của Kim Bích Cung, thì tỷ tỷ cũng phải vô cùng cảm kích Quang Sơn Phụng, có đâu lại oán hận nàng hoặc oán hận Long đệ kia chứ. Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 40, tác giả Tuyết Nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 41 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.